Cô chào tất cả các con. Các tiết trước, các con đã được học các vần, được đọc các từ khóa, từ ứng dụng và bài ứng dụng. Vậy các vần đó được viết như thế nào? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vào tiết tập viết ngày hôm nay nhé. Trước khi chuẩn bị mình vào phần tập viết, bạn nào nhắc lại giúp cô tư thế ngồi viết nào? À đúng rồi, khi ngồi viết, các bạn lưu ý lưng các bạn phải thẳng nè, không tì ngực vào bàn, đầu các bạn hơi cúi thôi, mình không có sát mặt xuống dưới vở các bạn nhé. Và chân thì các bạn để ngay ngắn và lưu ý lại cho cô. Khi các bạn ngồi, các bạn phải ngồi ngay ngắn, lưng phải thẳng. Bây giờ mình sẽ cùng vào tiết tập viết ngày hôm nay nhé. Phiếu tập viết ngày hôm nay, các bạn sẽ viết các vần uân, uyên, uất, uyết, uynh, uých và các từ khóa mùa xuân, bóng chuyền, sản xuất, duyệt binh, huỳnh huỵch. Bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện viết nhé. Đầu tiên mình sẽ viết vần uân. Các bạn đặt bút ở đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con chữ A. Nối liền, viết con chữ N. Điểm dừng bút ở đường li 1, nhấc bút viết dấu ớ trên đầu âm A. Tiếp theo mình đến với vần uyên. Các bạn đặt bút trên đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con chữ Y. Nối liền, viết con chữ E. Nối liền, viết con chữ N. Dừng bút ở đường li 1, nhấc bút, viết dấu nón trên đầu âm E. Tiếp theo đến vần uất. Các bạn đặt bút ở đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con vần uynh, các bạn đặt bút trên đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con chữ Y. Nối liền, viết con chữ Nhờ. Dừng bút ở đường li 1. Vần uých, các bạn đặt bút trên đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con chữ Y. Nối liền, viết con chữ Chờ. Dừng bút ở đường li 1. Chữ A. Nối liền, viết con chữ Tờ. Điểm dừng bút ở đường li 1. Nhấc bút, viết dấu nón trên đầu âm A. Nét ngang trên âm Tờ. Tiếp theo mình đến phần uyết. Đặt bút trên đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con chữ Y. Nối liền, viết con chữ E. Nối liền, viết con chữ Tờ. Điểm dừng bút ở đường li 1, nhấc bút, viết dấu nón trên đầu âm E, nét ngang ở trên âm Tờ. Vần uynh, các bạn đặt bút trên đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con chữ Y. Nối liền, viết con chữ Nhờ. Dừng bút ở đường li 1. Vần uých, các bạn đặt bút trên đường li 1, viết con chữ U. Nối liền, viết con chữ Y. Nối liền, viết con chữ Chờ. Dừng bút ở đường li 1. Tiếp theo đến từ mùa xuân, các bạn đặt bút dưới đường li 2. Viết chữ ghi tiếng mùa. Cách một con chữ O, các bạn viết con chữ Sờ.
nối nét viết chữ ghi vần uân. Điểm dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu ớ trên đầu âm A. Từ bóng truyền, các bạn đặt bút trên đường ly 1, viết chữ ghi tiếng bóng. Khoảng cách một con chữ O, đặt bút dưới đường ly 2, viết con chữ chờ. Nối liền chữ ghi vần uyên. Dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu nón trên đầu âm E, dấu huyền ở trên âm E. Tiếp đến chữ sản xuất, các bạn đặt bút trên đường ly 0, viết chữ ghi tiếng sản. Dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu hỏi trên đầu âm A. Cách một con chữ O, đặt bút dưới đường ly 2, viết con chữ sờ. Nối liền chữ ghi vần uất. Dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu nón trên đầu âm A, nét ngang ở âm tờ và dấu sắc ở trên đầu âm ớ. Tiếp theo đến từ duyệt binh, đặt bút dưới đường ly 2, viết con chữ giờ. Nối liền chữ ghi vần uyết. Dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu nón trên đầu âm E, nét ngang trên âm tờ và dấu nặng ở dưới âm E. Cách một con chữ O, các bạn viết chữ ghi tiếng binh. Dừng bút ở đường ly 1, nhấc bút viết dấu chấm trên âm Y. Từ cuối cùng mình viết, từ huỳnh huỵch, các bạn đặt bút trên đường ly 1, viết con chữ hờ. Nối liền chữ ghi vần uynh. Dừng bút trên đường ly 1, nhấc bút, viết dấu huyền trên âm Y. Cách một con chữ O, các bạn đặt bút, ghi chữ hờ. Nối liền, chữ ghi vần uých. Dừng bút trên đường ly 1, nhấc bút, viết dấu nặng dưới âm Y. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần tập viết ngày hôm nay rồi. Vậy là chúng mình vừa được cô hướng dẫn các phần và các từ khóa. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là vào bàn, ngồi thật ngay ngắn và rèn viết chữ đều đẹp và đúng độ cao. Khi các bạn rèn viết xong, các bạn nhớ chụp hình và gửi lại cho cô để xem chữ các bạn viết có đẹp không nhé. Vậy là tiết tập viết của mình đến đây là kết thúc rồi. Cô mong các bạn cố gắng rèn viết thật đẹp. Ngoài rèn viết, các bạn hãy rèn đọc hàng ngày để mình đọc thật tốt hơn nhé. Cô chào tất cả các bạn.